Chuyên mục ẩm thực Điện Biên xin kính chào quý vị các bạn. Quý vị các bạn thân mến, hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị các bạn một món ăn khá là nổi tiếng khác của vùng đất cố đô Huế. Và hôm nay thì khách mời chúng tôi trong chương trình đó là chị Trương Thu ở phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Và hôm nay thì chị Thu sẽ giới thiệu đến em cũng như là khán giả truyền hình món ăn gì chị? Là chị làm món bánh bèo. Vâng. Bánh bèo gồm có nguyên liệu là bột. Bột này là cũng có ở Huế, gạo là nói chung ở đâu cũng có, mà những cái gạo mà tùy theo cái hạt gạo mới làm bánh bèo được. Vâng, ngoài đấy ra còn có nguyên liệu gì nữa chị? Ngoài ra là được hết là tôm. Vâng. Mình bóc vỏ, xong mình quyết ra nhỏ, vâng, chảy lên, băm thêm một ít thịt nạc mà thịt nạc dân mà ngon ấy. À, vâng. Đấy, cho thịt heo mà mềm nó không bao giờ làm được. À, đấy, vâng, là mình chảy nhỏ. Đấy, sửa hết mà mình muốn ngày thêm nữa là mình làm thêm ít mỡ, cái vị tóp mỡ. Dạ vâng. Đấy, mình bỏ lên trên đĩa. À, tóp mỡ như thế này đây đúng không? Đấy, tóp mỡ bỏ lên trên đĩa. Vâng. Trước khi làm xong thì chị sẽ xá chế từng vị vào ở trong cái tiệc đĩa bánh bèo đấy. Vâng. Thấy mình hấp dẫn. Vâng. Đấy, thì đỡ mình thấy mình ngon lên được. Đấy là mùi hương vị của nó. Vâng. Em đấy, nhìn cái tóp mỡ này của chị mà em nó lại cứ tưởng là cái bánh mì ấy chị, cái bánh mì chiên. Vâng. Em không nghĩ đó là tóp mỡ đâu. Vâng. Nguyên liệu của nó ăn kèm theo bánh bèo á là gồm ớt, tỏi, đấy, nước mắm. Vâng. Mình pha ra đấy, nguyên liệu như này, chanh đó. Vâng. Là mình để làm. Còn cái hành này là đến khi mình phi lên để mình rưới vào trong dĩa đánh bèo cho nó ngày cái mùi hành lên cho nó thơm. Dạ vâng. Đấy. Vâng, em hiểu rồi ạ. Đấy. Vâng, bây giờ thì xong rồi mình giới thiệu sản phẩm xong rồi á thì mình dạ, đổ vâng bánh bèo xong cái đó sang xong rồi mình ra trang trí. Trước tiên là mình cho nước vào, nước sôi đun để nguội 70 độ. Xong mình hòa vào trong này. Hòa vào xong mình cho bột vào, quậy đều xong mình cho một tí súp, tí mì chính, tí dầu ăn. Như thế là chị đã quậy lên là được cái lượng bột mình cân đối là vừa là được. Là mình phải cho cái hành này để làm hương vị nó tăng cái bộ đồ hấp dẫn lên của dĩa bánh bèo. Đấy. Nguyên liệu thứ hai là tôm tươi cháy bằng thịt. Nguyên liệu thứ ba là gồm tóp mỡ phi thơm. Đấy. Nguyên liệu thứ tư là hành khô cháy sẵn. Những cái nguyên liệu này để làm cho dĩa bánh bèo tăng cái đồ hấp dẫn lên. Khi nào ăn thì phải cho nước mắm này ở trong dĩa bánh bèo này. Đó. Cho bánh nó đỡ nhạt quá đúng không? Cho bánh cho đỡ nhạt. Dạ vâng. Khi nào mình ăn thì mình mới được cho vào, chứ mình cho được là bánh nó nhào ra là ăn nó dở ra. Đấy. Chị đã giới thiệu món bánh bèo Huế với em rồi. Sau này mà có thời gian, có hàng thì chị sẽ giới thiệu nhiều món đặc trưng hơn nữa. Vâng, và quý vị hãy đón xem chương trình của chúng tôi để có cơ hội được nghe chị Thu giới thiệu thêm các món ăn của vùng đất cố đô Huế. Và đến đây thì chương trình chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Xin kính chào. Kính chào và hẹn gặp lại.